Cô chào tất cả các em học sinh đã đến với tiết vật lý lớp 7. Trước khi vào bài mới thì chúng ta cùng nhắc lại kiến thức cũ. Em hãy nêu các tác dụng của dòng điện. Các tác dụng của dòng điện sẽ bao gồm các tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý. Đối với tác dụng sinh lý của dòng điện, các em biết rằng dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra các hiện tượng như là cơ co giật hoặc tim ngừng đập. Nhưng trong y học chúng ta vẫn sử dụng điện với cường độ nhỏ để châm cứu hay là sốc điện. Như vậy, dòng điện chạy qua cơ thể người của chúng ta với cường độ bao nhiêu thì sẽ không gây nguy hiểm cho cơ thể của chúng ta? Và cái đại lượng nào để đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của dòng điện? Thì ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài 24 cường độ dòng điện. Chúng ta sẽ đi vào phần số 1, cường độ dòng điện. Các em sẽ quan sát thí nghiệm sau đây. Trong thí nghiệm này thì cô sẽ sử dụng một nguồn điện, một biến trở con chạy, một bóng đèn, công tắc và một ampe kế. Cô sẽ đóng công tắc cho mạch điện kín. Lúc này bóng đèn sẽ phát sáng. Cô sẽ dịch chuyển biến trở con chạy. Các em hãy quan sát độ sáng của bóng đèn và số chỉ của ampe kế trong trường hợp đèn sáng mạnh và đèn sáng yếu. Chúng ta sẽ cùng đi vào thí nghiệm. Khi cô đóng công tắc, bóng đèn phát sáng. Các em hãy quan sát kim chỉ thị của ampe kế. Bây giờ cô sẽ điều chỉnh cho đèn sáng yếu hơn. Các em hãy quan sát số chỉ của ampe kế lúc này như thế nào. Chúng ta cùng quan sát lại. Khi đèn sáng mạnh và khi đèn sáng yếu, các em hãy quan sát và sau đó đưa ra nhận xét sau đây. Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng mạnh, thì số chỉ của ampe kế trong trường hợp này là lớn hơn hay nhỏ hơn so với trong trường hợp bóng đèn sáng yếu. Các em hãy quan sát kim chỉ thị ứng với từng vạch số. Rõ ràng khi đèn sáng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng như thế nào các em? Càng lớn. Còn khi đèn sáng yếu thì số chỉ của ampe kế sẽ càng nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ đưa ra được nhận xét. Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn. Và ngược lại, khi đèn sáng yếu thì số chỉ của ampe kế sẽ càng nhỏ. Vậy số chỉ của ampe kế cho các em biết điều gì? Các em chú ý, số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện. Các em ghi phần số 2, cường độ dòng điện. Như vậy, dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện sẽ lớn hay nhỏ.
Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện sẽ càng lớn. Cường độ dòng điện thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng chữ gì? Và đơn vị đo của cường độ dòng điện là gì? Các em chú ý, cường độ dòng điện sẽ được ký hiệu bằng chữ I. Chữ I ngắn này các em phải biết in. Và đơn vị đo của cường độ dòng điện là ampere. Và chúng ta sẽ ký hiệu là chữ A viết in. Ngoài ra, đo dòng điện có cường độ nhỏ thì người ta sẽ sử dụng một đơn vị là miliampere và được ký hiệu là chữ MA. Các em hãy ghi nhớ các bội số sau đây của ampere và miliampere. 1 mA bằng 0,001 ampere và 1 ampere thì bằng 1.000 mA. Hãy cùng làm bài tập vận dụng sau đây. Em hãy đổi đơn vị cho các giá trị sau đây. Các em hãy ghi và đổi lại các giá trị này. Như vậy, để đổi từ ampere sang miliampere, các em sẽ nhân thêm 1.000. Các em sẽ có đáp án ở câu A và câu B. Ngược lại, câu C, câu D đổi từ miliampere sang đơn vị là ampere thì các em sẽ chia cho 1.000. Chúng ta sẽ có kết quả sau đây. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình. Chúng ta sẽ cùng sang phần số 2, tìm hiểu về dụng cụ đo cường độ dòng điện và dụng cụ đó có tên gọi là ampere kế. Các em hãy quan sát các ampere kế ở trên hình. Ampere kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện. Ký hiệu của ampere kế trong các sơ đồ mạch điện sẽ là một vòng tròn và các em sẽ ghi chữ A ở bên trong. A chính là đơn vị của cường độ dòng điện. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các ampere kế A, B, C. Các em sẽ thấy trên mặt của ampere kế A và B sẽ có ghi chữ A hoặc là MA. Đây là các đơn vị của cường độ dòng điện. Em hãy xác định cho cô giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của ampere kế trong hình 24.2. Các em chú ý, ở hình A, ampere kế này có ghi MA. Như vậy, chúng ta sẽ phải đọc theo đơn vị đo của ampere kế này là MA, tức là miliampere. Ampere kế ở hình B có ghi chữ A. Chúng ta sẽ đọc kết quả đo theo đơn vị đó là ampere. Các em hãy hoàn thành giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của các loại ampere kế này. Ở câu A, giới hạn đo của ampere kế này sẽ là số lớn nhất ghi trên thang đo
Như vậy chúng ta sẽ có kết quả giới hạn đo của ampe kế A là 100 mA. Và độ chia nhỏ nhất của ampe kế A, các em chú ý, từ 0 cho tới 20 thì trong khoảng đo này được chia ra làm hai. Như vậy độ chia nhỏ nhất chúng ta sẽ đọc là 10 mA. Tương tự như vậy, đối với ampe kế ở hình B, giới hạn đo của ampe kế này sẽ là 6 A. Và độ chia nhỏ nhất chúng ta cũng sẽ đọc từ 0 cho tới 1 chia làm hai khoảng. Như vậy độ chia nhỏ nhất chúng ta phải chia đôi là 0,5 ampe. Các em chú ý rằng mỗi ampe kế sẽ đều có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất xác định. Hãy cùng nhìn hình 24.3. Các em hãy quan sát trên ampe kế. Chúng ta sẽ thấy có hai chốt. Mỗi chốt như vậy, người ta sẽ đánh dấu cộng và dấu trừ tương ứng với chốt âm và chốt dương của ampe kế. Ngoài ra thì trên ampe kế còn có một chốt điều chỉnh kim. Chốt điều chỉnh kim này các em chú ý, nếu như kim chỉ thị không nằm đúng ngay vạch số 0 thì các em sẽ sử dụng chốt điều chỉnh này để đưa cái kim chỉ thị của chúng ta về ngay vạch số 0 để chúng ta đo cường độ dòng điện một cách chính xác. Em hãy trả lời. Ampe kế trong hình 24.2, ampe kế nào dùng kim chỉ thị và ampe kế nào là ampe kế hiển thị số? Chúng ta quan sát ampe kế A và B, các em sẽ thấy trên mặt đồng hồ có dùng một kim chỉ thị. Chúng ta sẽ đọc số đo theo kim chỉ thị này. Và ở hình C, đây là ampe kế hiển thị số. Chúng ta sẽ đọc giá trị đo theo số hiển thị trên đồng hồ. Một số loại ampe kế, các em quan sát. Đây là ampe kế các em sẽ thường sử dụng trong các thí nghiệm. Đối với ampe kế này, các em chú ý. Chốt màu đen chính là chốt âm của ampe kế. Và hai chốt màu đỏ này là chốt dương của ampe kế. Ở đây sẽ có hai thang. Nếu như các em cắm chốt dương vào thang 1 A thì các em sẽ đọc kim chỉ thị theo vạch ở phía bên dưới thang đo này. Còn nếu như các em cắm chốt dương vào thang 3 A thì các em sẽ đọc kim chỉ thị theo chân ở vạch trên 0, 1, 2, 3 A. Ngoài ra, đây là một cái dụng cụ là ampe kế dùng để đo các giá trị của cường độ dòng điện xoay chiều. Chúng ta sẽ sang phần số 3, đo cường độ dòng điện. Như các em đã biết, trong sơ đồ mạch điện thì ampe kế sẽ được ký hiệu là một chữ A, bên ngoài là một cái vòng tròn. Hãy quan sát hình 24.3 và sau đó các em hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3.
ký hiệu của các dụng cụ này các em đều đã được học. Đây là nguồn điện, một pin, công tắc, bóng đèn và ampe kế. Chú ý rằng ampe kế các em phải vẽ chốt dương và chốt âm. Hãy nhận xét cho cô trong hình 24.3. Chốt dương của ampe kế đang được mắc về phía cực nào của nguồn điện? Các em hãy vẽ sơ đồ chính xác. Sau khi vẽ xong, các em có thể kiểm tra lại. Nguồn điện một pin, khóa K, công tắc K đang mở, bóng đèn và ampe kế. Các em chú ý cho cô, ampe kế, chốt dương của ampe kế sẽ luôn luôn được mắc về phía chốt dương của nguồn điện. Và ampe kế sẽ được mắc nối tiếp với một cái dụng cụ mà chúng ta cần đo cường độ dòng điện chạy qua. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn. Các em hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện này vào tập. Và chú ý rằng ampe kế phải có dấu dương và dấu âm. Dấu dương của ampe kế luôn luôn được mắc về phía cực dương của nguồn. Nếu chúng ta mắc sai thì ampe kế sẽ hiển thị số sai, các em sẽ không đọc được kết quả. Chúng ta sẽ tiến hành một thí nghiệm tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta sẽ lắp sơ đồ mạch điện như hình 24.3. Kiểm tra xem kim của ampe kế có nằm đúng vạch số 0 hay chưa. Nếu như chưa nằm đúng vạch số 0, chúng ta sẽ sử dụng một cái dụng cụ và điều chỉnh cái chốt. Bước 3, các em sẽ tiến hành thí nghiệm quan sát số chỉ của ampe kế, độ sáng của bóng đèn trong hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, cô sẽ sử dụng nguồn với một pin. Các em hãy quan sát độ sáng của bóng đèn và số chỉ của ampe kế. Sau đó, cô sẽ thay bằng một nguồn hai pin. Các em hãy tiếp tục quan sát độ sáng của bóng đèn và số chỉ của ampe kế. Sau khi quan sát xong thí nghiệm này, các em hãy trả lời câu C2. Nhận xét về mối quan hệ giữa độ sáng của bóng đèn và cường độ dòng điện chạy qua đèn. Như vậy, dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn sẽ càng sáng. Các em sẽ cùng làm các bài tập vận dụng sau đây. Câu C4. Có 4 ampe kế có giới hạn đo. Lần lượt 2 mA, 20 mA, 250 mA và 2 A. Các em hãy lựa chọn 4 ampe kế này để đo các giá trị cường độ dòng điện sau đây sao cho phù hợp. Đối với giá trị 15 mA thì chúng ta sẽ sử dụng ampe kế có giới hạn đo là 20 mA là phù hợp.
Ở câu B, 0,15 ampe. 0,15 ampe tức là 150 mA. Như vậy, chúng ta sẽ sử dụng ampe kế có giới hạn đo 250 mA là phù hợp. Và cuối cùng, 1,2 ampe thì chúng ta sẽ sử dụng ampe kế có giới hạn đo là 2 ampe. Các em chú ý rằng chúng ta không được phép sử dụng ampe kế để đo các giá trị cường độ dòng điện lớn hơn giới hạn đo. Bởi vì nếu làm như vậy, chúng ta sẽ làm hỏng cái ampe kế của mình. Các em tiếp tục làm câu sau đây. Ampe kế trong sơ đồ nào được mắc đúng và vì sao? Hãy nhớ lại. Ampe kế luôn luôn phải có chốt âm và chốt dương. Chốt dương của ampe kế phải luôn luôn được mắc về phía cực dương của nguồn điện. Như vậy, các em thấy rằng chỉ có đáp án A là đúng. Ở câu B và câu C đều là mắc sai. Lý do, chốt dương của ampe kế đang được mắc về phía cực âm của nguồn điện. Tương tự như vậy bên này, chốt âm của ampe kế đang được mắc về phía cực dương của nguồn. Nên các em cần phải chú ý, để mắc đúng ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch thì các em phải mắc chốt dương của ampe kế về cực dương của nguồn và mắc nối tiếp ampe kế với dụng cụ mà chúng ta cần đo cường độ dòng điện chạy qua. Chúng ta hãy cùng trả lời các câu hỏi sau đây. Để đo cường độ dòng điện thì chúng ta dùng dụng cụ gì? Đó chính là ampe kế. Ký hiệu của cường độ dòng điện là gì? Ký hiệu của cường độ dòng điện là chữ I ngắn và chúng ta viết in. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe hoặc là miliampe. Cần chú ý điều gì khi chọn ampe kế để đo cường độ dòng điện? Các em phải chọn ampe kế có giới hạn đo và độ chia phù hợp với vật cần đo. Như vậy, bài học ngày hôm nay các em cần nhớ những vấn đề sau đây. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn. Và chúng ta sẽ dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện. Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe. Các em về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài mới. Đồng thời các em sẽ tải xuống file ghi bài và file bài tập để các em ghi bài vào tập và sau đó làm bài tập. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào các em và chúc các em học tốt.